Lời đầu tiên, chúng ta xin được gửi nét tâm nhang đến Cửu Tuyền để cảm ơn cố bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, người viện trưởng khai sơn lập địa ra Bệnh viện Phổi Trung ương, anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh, cố giáo sư, nhà giáo nhân dân Phạm Khắc Quảng và các đồng nghiệp tiền bối đã cống hiến cho bệnh viện. Chúng ta xin được chân thành cảm ơn các thầy, giáo sư Nguyễn Đình Hường, giáo sư Nguyễn Việt Cồ, giáo sư Đinh Ngọc Sĩ và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, các anh chị đã từng công tác, làm việc cho sự phát triển của bệnh viện trong nhiều năm qua. Đặc biệt, tôi xin được chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng, trung tâm, bộ môn và cán bộ công nhân viên chức hiện đang ngày đêm làm việc cống hiến về sự phát triển của bệnh viện ngày hôm nay. Muôn vàn khó khăn nhưng không thể không làm. Cùng với nhau, chúng ta sẽ thành công. Trong buổi hôm nay, tôi cũng xin thay mặt lãnh đạo và tập thể Bệnh viện Phổi Trung ương cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo các cấp, các vị khách quý ở Trung ương và địa phương luôn giúp đỡ, ủng hộ cho bệnh viện phát triển. Đặc biệt, Hội Điều dưỡng Trung ương cũng như Hội Điều dưỡng Hà Nội luôn luôn sát cánh với Bệnh viện Phổi Trung ương. Chúng ta cũng được biết lực lượng điều dưỡng hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lúc nào các đồng chí cũng ưu tiên ủng hộ cho Bệnh viện Phổi Trung ương, từ những phong trào cho đến những kiến thức, những dự án. Và có thể nói rằng ngày hôm nay chúng ta có một cái hội thi về trình bày poster của điều dưỡng, cũng là một trong những dự án mà các anh chị đã giúp cho Bệnh viện Phổi Trung ương. Đặc biệt quan trọng, từ đáy lòng mình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người bệnh và gia đình người bệnh đã tin tưởng vào y thuật, y đức, y nghiệp của cán bộ y tế chúng tôi tại đây 463 Hoàng Hoa Thám trong suốt 63 năm qua. Và mong rằng niềm tin ấy sẽ còn tiếp tục lớn lên mãi và lớn mãi. Thưa toàn thể quý vị, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, bệnh viện tổ chức một series các hoạt động chào mừng 63 năm thành lập bệnh viện hội tụ tại đêm hôm nay. Đó là một hội diễn văn nghệ hoành tráng. Cùng với hai hội thi đã có kết quả rất tốt. Đó là hội thi về ảnh khoảnh khắc tháng 6. Tháng 6 là tháng thành lập bệnh viện. Để ghi lại những khoảnh khắc về hoạt động của bệnh viện, về tình con người, về những hoài bão và khát vọng phục vụ cho con người, về niềm tin vào cuộc sống. Hội nghị trình bày poster của điều dưỡng về những suy nghĩ sáng tạo thực hiện theo sự chỉ đạo của bác sĩ vì người bệnh thân yêu của mình, và hiệu quả của sự hợp đồng chăm sóc cho người bệnh, về độc lập trong nghiên cứu khoa học để tìm ra những giải pháp tốt nhất phục vụ công tác điều trị chuyên ngành rất đáng được hoan nghênh. Bệnh viện nhiệt liệt chúc mừng các bạn được trao giải hôm nay. Những giấy khen rất đáng trân trọng, nhưng đằng sau những giấy khen còn quan trọng hơn rất nhiều. Đó là người bệnh của chúng ta sẽ được chăm sóc tốt hơn, chẩn đoán nhanh hơn, điều trị hiệu quả hơn và đem đến sự hài lòng nhiều hơn. Đặc biệt, hôm nay tôi xin phép được dùng từ đặc biệt nhiều hơn những ngày thường. 14 tiết mục văn nghệ đặc sắc, tôi có thể dùng một từ là bất ngờ, và cũng sẽ đem đến cho chúng ta một không khí tràn đầy tự hào, hạnh phúc và phát triển. Tôi xin ngừng lời ở đây với lời cảm ơn một lần nữa, lời chúc sức khỏe, chúc thành công đến mọi người, mọi nhà. Chúc cho hội diễn của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.